Chào các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề 4 phản ứng oxy hóa khử bài số 13. Học xong bài này, các em sẽ nắm được khái niệm và xác định được số oxy hóa của nguyên tử, của các nguyên tố trong hợp chất. Chúng ta nêu được khái niệm về phản ứng oxy hóa khử, ý nghĩa của một phản ứng oxy hóa khử. Thứ ba là chúng ta mô tả được một số phản ứng oxy hóa khử gắn liền với cuộc sống và chúng ta cân bằng được phản ứng oxy hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Các em quan sát đây là hình ảnh hiện tượng của một cái đinh ốc bị gãy xét trên bề mặt do là những cái vật liệu bằng sắt thép sẽ phản ứng với oxy trong không khí, nó tạo ra một cái lớp gỉ bám trên bề mặt vật liệu. Thì trong quá trình này, sắt là chất nhường hay là nhận electron, oxy là chất nhường hay nhận electron. Trong bài học này các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Một, số oxy hóa. Trong các đơn chất thì điện tích của nguyên tử luôn bằng không, ví dụ như oxy, nitơ, sắt, đồng hoặc là clo 2, F2 vân vân. Tất cả những cái chất mà được tạo từ một nguyên tố hóa học thì người ta gọi là đơn chất, thì điện tích của nó sẽ bằng không. Và trong phân tử hợp chất cũng vậy, điện tích của nguyên tử nói chung cũng khác không. Trong hợp chất thì điện tích nguyên tử lại khác không, nhưng mà trong hợp chất thì điện tích của cả phân tử thì bằng không. Điện tích của cả phân tử thì bằng không, nhưng mà điện tích của các nguyên tử trong cái hợp chất đó của các nguyên tố sẽ khác không. Ví dụ trong phân tử HCl thì điện tích của H và clo là phải khác không, tại vì các em thấy rằng trong phân tử này liên kết cộng hóa trị lúc này là liên kết bị phân cực về phía clo, và clo nó có độ âm điện cao hơn nên sẽ hút e trong dùng chung đệt phía nó, dẫn đến là nguyên tử clo này bị dương, bị âm một ít, hơi âm một ít à, và lúc này hydro sẽ bị hơi dương một chút. Thì cái điện dương điện âm đó, độ lớn của nó được tính bằng 0.18 nha, 0.18. Chẳng hạn như cái liên kết ion của magie và oxy trong hợp chất ion là magio, lúc này xảy ra sự nhường 2e cho oxy và oxy nhận hết 2e luôn. Vì vậy mà magie sẽ mang điện là 2 dương và oxy sẽ mang điện là 2 âm. Vậy trong phân tử HCl, điện tích thực của hydro và clo lần lượt là, đây là thầy đọc delta nha, delta cộng và delta trừ, nghĩa là clo sẽ là delta trừ và hydro sẽ là delta cộng, với delta luôn lớn không và nhỏ một. Và giá trị này không dễ dàng xác định được, nha. Để thuận tiện hơn á, thì người ta đã sử dụng một cái điện tích giả định, một cái điện tích giả định thay vì điện tích thực, và người ta gọi là số oxy hóa, chính là một cái điện tích giả định à. Thì người ta gọi là số oxy hóa. Từ đó chúng ta đưa ra khái niệm về số oxy hóa như sau. Số oxy hóa của một nguyên tử, một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử, nguyên tố đó với giả định là hợp chất ion. Có nghĩa là đối với trường hợp liên kết cộng hóa trị HCl chẳng hạn, thì lúc này do cái phần hơi âm một ít và hơi dương một ít rất là khó xác định. Vì thế người ta sẽ trong trường hợp này người ta lấy điện tích của nguyên tử, nguyên tố đó giả định là hợp chất ion luôn, nghĩa là cái e trong dòng chung này sẽ lệch về phía clo luôn nha. Đó, sẽ lệch về phía clo luôn, và lúc này hydro sẽ là nhường đi một e luôn và clo sẽ nhận đi một e luôn, thì mình sẽ xem như là điện tích giả định ở đây chính là điện tích của clo, chính là nó nhận một e thì nó là một trừ, còn này là một cộng đấy. Em hình dung không? Do đó là số oxy hóa của hydro lúc này chính là cộng 1, còn số oxy hóa của clo là trừ 1. Đấy, các em lưu ý nha, số oxy hóa người ta sẽ viết ngược lại cái dấu viết trước và cái số viết sau. Còn điện tích là cái số viết trước, cái dấu lại viết sau. Nhớ nha. Đấy. Vậy là các em thấy rằng trong các hợp chất ion, thì rõ ràng natri nó nhường một electron cho clo, nên điện tích của natri chính là một cộng, điện tích của nó là một cộng, thì số oxy hóa của nó là cộng một, còn điện tích clo chính là một trừ, vì nó nhận một e từ natri thì số oxy hóa của nó là trừ một. Tương tự magie oxy cũng vậy, thì các em thấy rằng magie nhường 2e nên oxy sẽ nhận 2e luôn, oxy chỉ là điện tích của nó là 2 trừ, thì số oxy hóa của nó sẽ là trừ 2.
magie là 2 cộng là điện tích, thì số sẽ của nó là cộng 2. Còn những trường hợp mà liên kết cộng hóa trị cũng vậy. Trường hợp này cặp E trong vùng chung sẽ bị lệch về phía lưu hình, tại vì lưu hình có độ âm điện lớn hơn. Nhưng mà người ta giả định ở đây là nó sẽ lệch về một phía luôn. Do đó là lưu hình sẽ nhận 2E từ hai cái hero này. Nên cái điện tích của nó lúc này sẽ là gì các em? Điện tích của nó sẽ là 2 trừ. Thì số ô sáu của nó sẽ là trừ 2. Hero lúc này chính là nhường đi một E bên này, nghĩa là gì? 1 cộng. Thì số ô sáu của nó là cộng 1. Được chưa? Đấy các em lưu ý như thế nha. Bây giờ chúng ta thử xác định số ô sáu của mỗi nguyên tử nguyên tố trong các hợp chất ion. Các hợp chất là liên kết ion như sau: Al2O3 và CaF2. Thì đầu tiên các em biết rằng nhôm là nó khả năng nhường 3 electron, và oxy là khả năng nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình bền khí hiếm. Ở đây điện tích của nó chính là gì? Đây là điện tích của oxy là 2 trừ, thì số số của nó là trừ 2. Và Al là điện tích của nó là 3 cộng, thì số số nó là cộng 3. Tương tự canxi và fluor là nhóm 7, khả năng là nhận 1 nha, nhận 1. Ở đây thì fluor sẽ là điện tích đó là 1 trừ, thì số số là trừ 1. Canxi nhường 2, điện tích của nó là 2 cộng, thì số số là cộng 2. Đấy. Tương tự các em xác định số ô sáu của NO. Rõ ràng NO thì nitơ ở đây các em không xác định trước được. Chúng ta phải dùng quy tắc để xác định thôi. Chúng ta phải có quy tắc để xác định trong trường hợp này nhé. Tại vì nitơ và carbon nó có rất nhiều số oxy hóa, nên chúng ta phải đi đến cái quy tắc cách xác định số ô sáu nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất. Đây là những cái hợp chất. Bước 1. Ở đây có hai cách nha, có hai cách xác định số ô sáu. Cách 1 chúng ta dựa theo số ô sáu của một số nguyên tử đã biết và điện tích của phân tử hoặc ion. Theo cách này chúng ta có hai quy tắc sau. 1. Số ô sáu của nguyên tử nguyên tố trong đơn chất bằng 0. Tất cả những cái đơn chất thì số ô sáu của nguyên tử trong đơn chất bằng 0, tại vì những cái đơn chất thì hiển nhiên nó không có sự phân cực, E trong nó là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Hoặc là không liên kết, cho nó không có điện tích. Do đó nó không có số oxy hóa. Còn trong hợp chất thì số oxy hóa của hero phải là cộng 1, các em luôn luôn nhớ là cộng 1. Trừ một số trường hợp rất là ít và chúng ta cũng không có học về những cái trường hợp đó đâu. Chúng ta giới thiệu qua cho mình là như là NaH đi, thì lúc này nó là trừ 1. CaH2 đi là trừ 1. Rất là hiếm gặp những cái chất này. Còn số oxy hóa của oxy là trừ 2. Trừ những trường hợp như OF2, H2O2, những cái chất này hầu như là chúng ta không có được học, chúng ta không quan tâm. Số ô sáu của các kim loại kiềm nhóm 1 là cộng 1, tại vì nó luôn luôn là nhường một electron để đạt cấu hình bền khí hiếm, thì nó điện tích nó là khả năng nó là điện tích nó là cộng 1, 1 cộng thì số ô sáu là cộng 1. Những cái loại kiềm thổ thì là cộng 2, nhôm là cộng 3, vân vân. Đấy các em cần phải lưu ý. Quy tắc số 2 là đối với trường hợp tổng số ô sáu của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Nhớ nha, tổng số ô sáu của các nguyên tử trong phân tử bằng 0. Khi chúng ta xác định ví dụ như Al2O3, oxy chúng ta thấy rằng nó là trừ 2 rồi. Thì tổng số ô sáu nó phải bằng 0, nghĩa là chúng ta chưa biết cái thằng này là nhơ bao nhiêu thì đặt x. Thì mình biết nó là trên này cộng 3 rồi, mình đặt là x thì mình tổng số ô sáu lại lấy 2 nhân x này. Cộng cho 3 nhân trừ 2 này là trừ 6 này, phải bằng 0. Lúc này các em sẽ tìm ra được x sẽ bằng gì? 6 chia 2 được 3, nghĩa là của nó sẽ là cộng 3. Làm sao tổng số ô sáu của các nguyên tử trong cái phân tử này này phải bằng 0. Đó là quy tắc số 2, em lưu ý nha. Các em xét ví dụ 1 này. Xác định số ô sáu lưu hình trong cái hợp chất H2SO4. Đầu tiên chúng ta gọi x là số ô sáu lưu hình cần xác định. Còn oxy và hiro chúng ta đã biết rồi, hiro là cộng 1, oxy là trừ 2, là luôn luôn trong hợp chất rồi. Trừ một số hợp chất chúng ta không học thì thôi. Lúc này các em áp dụng quy tắc 1 và quy tắc 2 á, là tổng số ô sáu của các nguyên tử trong cái hợp chất này phải bằng 0. Là chúng ta có 2 nhân cộng 1 cộng x cộng 4 nhân trừ 2 bằng 0. Cái quy tắc 1 ở đây là oxy là trừ 2, hiu là cộng 1, thì các em đã biết nha. Chúng ta giải ra được x bằng cộng 6. Vậy lưu hình có số ô sáu là cộng 6. Tương tự đối với trường hợp hợp chất
những cái hợp chất ion thì sao? Thì lúc này tổng cái số hồi xóm của các nguyên tử của các nguyên tố này phải bằng điện tích ion. Cụ thể ra đây chính là chúng ta sẽ có là có một hydro là 1 nhân cộng 1, đặt phát pho là x, 1 nhân x cộng cho 4 nhân trừ 2, trừ 2 là oxy, số hồi xóm oxy là trừ 2 nhân của cái này là điện tích của cái hợp chất ion đa nguyên tử này nha. Đây là ion đa nguyên tử bằng trừ 2. Các em giải nó thôi. Này là cộng 1, này trừ 8 là thành trừ 7, trừ 7 chuyển qua thành cộng 7, cộng 7 trừ 2 được là x cộng cộng 5. Vậy số hồi xóm phốt pho trong hợp chất này chính là cộng 5. Thế nào? Cách 2 là chúng ta dựa theo công thức cấu tạo. Đây là cách mà chúng ta tính điện tích của nguyên tử trong hợp chất với giả định đó là hợp chất ion luôn. Đối với trường hợp là nếu mà nó là những cái liên kết cộng hóa trị thì chúng ta cũng cho coi như cặp electron dùng chung đó sẽ lệch hẳn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn luôn nha. Đó. Chúng ta xét ví dụ này. Trong phân tử CO2 carbon và oxy, đây là liên kết cộng hóa trị và không bị phân cực nha, không bị phân cực. Nhưng mà trong mỗi liên kết C với O á thì carbon lại góp 2 electron. Khi chúng ta giả định CO2 là một hợp chất ion rồi đó thì hai electron này phải chuyển sang về phía oxy luôn. Tại vì oxy nó có độ âm điện lớn hơn. Trong một chu kỳ từ trái sang phải này, O6 này, O8, chắc chắn là độ âm điện sẽ tăng lên nên nó sẽ lệch về phía oxy luôn. Lúc này lệch 2 e về oxy luôn, dẫn đến là thằng này sẽ là điện nó là 2 trừ. Thì số O6 của nó sẽ là trừ 2. Thằng này cũng là 2 trừ. Thằng này sẽ lúc này sẽ thành cộng 4, lúc này phân tử này tổng cái điện lại bằng 0, trung hòa về điện. Nên số O6 của nó tổng lại cũng bằng 0. Trừ 2, trừ 2, trừ 4, trừ 4. Cái này điện thì em biết 4 cộng. Chà, đây, điện này. Còn số O6 là em biết ngược lại, trừ 2 và cộng 4. Được chưa? Xác định số O6 của mỗi nguyên tử trong hợp chất Fe2O3 và Na2CO3. Chúng ta có thể làm nhanh như sau. Các em không cần phải giải thế này nha. Về sau này chúng ta phải làm nhanh. Oxy là trừ 2. 3 nhân trừ 2 thành trừ 6 rồi, bắt buộc phía bên này phải cộng 6 để tổng nó bằng 0. Bên đây cộng 6 rồi thì hiển nhiên bên đây cộng 6 chia 2 được 3, cái này sẽ là cộng 3. Tiếp tục oxy là trừ 2 rồi. Natri là kim loại kiềm nhóm 1A thì nó là cộng 1. 3 nhân trừ 2 là thành trừ 6, trừ 6 chỗ này cộng 2 nữa thành trừ 4. Thì bắt buộc để tổng bằng 0 thì cái này phải cộng 4. Tiếp tục. Ở đây các em xác định lưu hình. Kali là chúng ta biết ngay đó là cộng 1 rồi, nhôm là cộng 3 rồi, oxy trong đây trừ 2 rồi, lưu hình là bao nhiêu? Lưu hình trong đây chúng ta tính cũng rất là nhanh thôi. Ở đây là lưu hình ở đây là cộng 6, tại vì các em biết rằng á 4 nhân trừ 2 này thành trừ 8, trừ 8 thì cộng 6 thì mới ra được bằng trừ 2 được. Tại vì số hồi xóm của S4 là trừ 2, tại vì điện tích của S4 là 2 trừ, do đó là số hồi xóm là trừ 2. 4 nhân trừ 2 là trừ 8, trừ 8 cộng 6 thì mới bằng trừ 2 được, chỗ này là cộng 6. Nha. Cộng 6. Tiếp tục chúng ta xác định số hồi xóm của mỗi nguyên tử trong cái ion sau. NO3 trừ. Thì có x là nitơ đi thì chúng ta sẽ có x nhân 1 cộng 3 nhân oxy là theo quy tắc 1 đó là trừ 2 bằng điện tích của ion đa nguyên tử này là chính là trừ 1. X nhân 1 là x trừ 6. Trừ 6 chuyển hành cộng 6, cộng 6 mà trừ cho 1 thì cộng 5. Vậy là 5. Trường hợp này là thật đặt là Y đi. Thì có là Y nhân 1 cộng cho 4 nhân hydro, theo quy tắc là hydro là cộng 1 bằng điện tích của ion này là cộng 1. Y sẽ bằng 4 chuyển qua thành trừ 4, 1 trừ 4 được âm 3. Vậy số số là âm 3. Mangan trong trường hợp này thật đặt là Z đi. Thì có Z nhân 1 cộng cho oxy nhân 4, 4 nhân cho oxy là trừ 2 bằng điện tích ion này là chính là trừ 1. Z nhân 1 được yes, trừ 8 chuyển qua thành cộng 8, cộng 8 trừ 1 được 7 là cộng 7. Về mangan cộng 7. Các em sẽ có câu hỏi là dựa vào độ âm điện á, dựa vào độ âm điện
Thì giải thích vì sao á, công thức này này, giả định này là OOF2 á, là phải là như thế này mà không phải là 2 trừ OOC. Thì các em biết rằng độ âm điện phổi lo nó mạnh hơn so với oxy. Độ âm điện phổi lo nó mạnh hơn oxy, vì thế mà cặp cặp E trong dùng chung nó hết về phía lệch về phía phía phổi lo. Nhưng mà người ta giả định á, là cặp E trong chung này lệch về phía hẳn về phía phổi lo luôn. Nên nó mà điện của phổi lo chính là điện trừ, không phải là điện dương nữa. Không phải điện dương như trường hợp này, để cho oxy phải là 2 trừ. Nha, do phổi lo nó có độ âm điện lớn hơn. Chúng ta dựa độ âm điện nha. Phổi lo có độ âm điện lớn hơn nên cặp E trong giả định sẽ lệch về phía hẳn về cái về phía phổi lo luôn. Do đó là oxy là điện 2 cộng và phải đo điện điện một điện một trừ nhé. Tiếp theo, phản ứng oxy hóa khử. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa ra khái niệm về phản ứng oxy hóa khử. Nếu chúng ta phản ứng phân loại phản ứng oxy hóa khử và sự và số oxy hóa thì chúng ta có hai cách. Thứ nhất là phản ứng nó phải có sự thay đổi số oxy hóa, và phản ứng không có sự thay đổi số oxy hóa nha. Thứ nhất là cái phản ứng mà có sự thay đổi số oxy hóa thì người ta gọi là phản ứng oxy hóa khử ha, là có sự thay đổi số oxy hóa ít nhất của một nguyên tố hóa học. Trong trường hợp này các em thấy rằng bạc và clo nằm trong đơn chất nhưng mà qua đây thành nằm trong hợp chất, thì chắc chắn hai thằng này phải có sự thay đổi về số oxy hóa. Bạc là không, qua đây bạc cộng 1, clo trong đơn chất là không, clo trong hợp chất này là trừ 1. Do đó các em thấy rằng bạc và clo có sự thay đổi số oxy hóa. Đây là phản ứng oxy hóa khử. Tuy nhiên cái phản ứng này là gọi là phản ứng trao đổi, nghĩa là nó sẽ bắt cặp với nhau, trao đổi cặp với nhau, tạo thành chất mới có hiện tượng kết tủa. Tất nhiên là những phản ứng trao đổi thì các em phải có hiện tượng rồi đúng không? Trừ trường hợp phản ứng dưới axit là 3 giờ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, là khi mà có sự trao đổi như thế này thì chắc chắn là không bao giờ có sự thay đổi số oxy hóa. Nên những cái phản ứng trao đổi về sau này là không phải là phản ứng oxy hóa khử nha. Trường hợp này chắc chắn là clo là số số 0. Và trong đây thì các em thấy rằng natri là cộng 1, oxy là trừ 2. Vậy lúc này là trừ 2 cộng 1 là âm 1, thì clo đây cộng 1 bị thay đổi này. Ngoài ra đây là clo này, natri cộng 1, clo này trừ 1. Vậy là clo này vừa thay đổi số số từ 0 lên cộng 1 và từ 0 xuống trừ 1. Vậy là clo này nó đóng hai vai trò. Thấy không? Vậy là có sự thay đổi. Vậy là ít nhất một nguyên tố có sự thay đổi số số. Vậy trong các phản ứng trên, phản ứng 1 là phản ứng oxy hóa khử vì có sự thay đổi số oxy hóa của bạc và clo. Phản ứng số 3 là phản ứng tạo nước da ven. Trong phản ứng này dù chỉ có sự thay đổi số oxy hóa của clo thôi nhưng nó vẫn là một phản ứng oxy hóa khử. Ha. Nhưng mà phản ứng 2 là một phản ứng không phải là phản ứng oxy hóa khử nha các em. Sau khi các em đã biết được một phản ứng oxy hóa khử rồi thì chắc chắn phải có một chất oxy hóa và một chất bị khử. Vậy chất khử người ta gọi là chất bị oxy hóa. Thì chất đó gọi là chất nhường electron. Hầu hết là cái kim loại, các em thấy là cái kim loại đều là những chất khử hết vì khả năng nó nhường electron. Mà khi mà nhường electron rồi, điện tích nó sẽ tăng lên nên số oxy hóa nó sẽ tăng lên. Số oxy hóa sẽ tăng lên nha. Đó. Điện tích tăng thì số oxy hóa tăng. Để chúng ta nhớ nha, đó là những chất khử. Còn chất oxy hóa thì chất nó bị khử, nó bị khác khử nó thì nó gọi là chất oxy hóa. Chất oxy hóa thường thường là những cái kim, những cái phi kim như oxy, clo hoặc là những cái axit mạnh, thì hầu hết là nó chỉ có thể giảm số oxy hóa thôi, nghĩa là nó nhận thêm electron vào. Nó nhận electron vào thì lúc này là cái điện tích của nó sẽ bị giảm xuống về mặt độ lớn đó nha, nên nó chúng ta thấy là nó nhận thêm electron. Cụ thể là các em thấy rằng clo không giảm xuống thành âm 1, vậy nó nhận thêm một electron, vậy là chất oxy hóa. Bạc từ 0 lên cộng 1 nghĩa là nó nhường đi một electron. Nó là chất khử. Chất khử là chất nhường electron. Tiếp theo quá trình oxy hóa. Quá trình oxy hóa hay gọi là sự oxy hóa đó là quá trình nhường electron. Nghĩa là quá trình chất khử nhường electron thì gọi là quá trình oxy hóa. Còn quá trình mà quá trình khử là quá trình chất oxy hóa nhận electron. Nó ngược lại các em. Nha. Vậy là chúng ta nhớ một cái câu là khử. Khử thì nhường. Khử nhường ô nhận, hay là các em có thể hiểu rằng khử nhường không nhận, khử nó nhường cho mình thì mình không nhận. Thì để biết được chất khử là nhường electron và chất oxy hóa là nhận electron, chất khử thì xảy ra sự quá trình oxy hóa, chất khử xảy ra quá trình oxy hóa là quá trình nhường, còn chất oxy hóa là chất nhận thì nó xảy ra quá trình khử.
quá trình khử. Còn đây là xảy ra quá trình oxy hóa. Các em nhớ nha, quá trình oxy hóa là quá trình nhường E, còn quá trình khử là quá trình nhận E. Rồi, sau khi chúng ta đã xác định được thế nào là chất mà chất khử, chất nào là chất oxy hóa rồi, chúng ta đi cân bằng cái phản oxy hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Một cái tính chất bảo toàn ở đây là các em thấy rằng trong một phản oxy hóa khử á, thì chất khử nó nhường bao nhiêu E thì chất oxy hóa nó sẽ nhận bấy nhiêu E. Nghĩa là trong một phản ứng á, tổng số electron nhường phải bằng tổng số electron nhận. Trong một cái phản oxy hóa khử á, thì tổng số electron nhường bằng tổng số electron nhận. Các em dựa vào cái tính chất này để chúng ta cân bằng những cái phương trình phản ứng hóa học phức tạp mà nó thuộc loại phản ứng oxy hóa khử nha. Chúng ta xét ví dụ 1. Người ta kêu là mình chỉ ra trong ví dụ 1 hãy chỉ ra chất mà chất khử, chất nào chất oxy hóa, quá trình khử, quá trình oxy hóa. Đầu tiên các em thấy rằng oxy chắc chắn là chất oxy hóa rồi, vì số oxy hóa 0 xuống trừ 2 giảm chất oxy hóa thì ghi là chất oxy hóa, thì biết chắc là CO. Nhôm chắc chắn là chất khử thì biết là CK nha. Đó, chất khử. Số oxy hóa là 0 lên đây cộng 3 tăng lên. Thì đây là chính là quá trình gì? Bây giờ các em sẽ viết hai cái quá trình. Quá trình khử và quá trình oxy hóa. Quá trình khử là quá trình nhận E, còn đây là quá trình oxy hóa, đây là quá trình oxy hóa. Là quá trình nhường electron. Phóng ra 3 electron tạo thành cộng 3. Còn đây là quá trình khử là quá trình nhận E. Nhận 2 E để thành O 2 trừ. Chưa? Sau khi các em đã viết xong quá trình khử và quá trình oxy hóa rồi, chúng ta dùng phương pháp thăng bằng electron là chúng ta thêm hệ số vào để làm sao cho E nhường bằng E nhận. Ở đây chúng ta thấy rằng 3 và 2 nó không có bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ thêm hệ số bằng cách là tìm bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của hai cái số này, số 3 và số 2. Tất nhiên là các em có thể lấy những số lớn hơn, nhưng mà chúng ta nên tìm bội chung nhỏ nhất nên hệ số cân bằng nó sẽ là giảm, nghĩa là hệ số cân bằng nó sẽ nhỏ bớt đi. Là 6 đúng không? Bội chung nhỏ nhất là 6, vậy chúng ta sẽ nhân 2 lên trên đây và nhân 3 xuống đây. Lúc này tổng E nhường là 6 và tổng E nhận cũng là 6. Đến đây các em đặt hệ số vào. Chúng ta đặt hệ số vào hai nguyên tử nhôm. 2Al. Đây, 2Al. Chưa? Dẫn đến 2Al3 cộng nghĩa là 2 này. 2Al. 3OC. 3O2 trừ. Chúng ta dựa vào sơ đồ số 3. Chúng ta dựa vào sơ đồ ở 3 chỗ này này. Để hoàn thành cái phương trình phân tử như sau. Hoàn thành phương trình phân tử. Ở đây các em thấy rằng ở đây người ta viết là Al3 cộng, mà trong phản ứng nó có 2Al, do đó các em sẽ đưa hài số 2 vào thì thành 4. Đưa số 2 vào đưa số 2 vào đây thành này. Thành 4 này, thành 4 ha. 2Al3 cộng này thì thành 4. 2 x 2 là 4 này. Đến đây oxy thì sao? Oxy thì 3 cái oxy, 3 oxy 0 này, 3 oxy này, 3O, 3O2, O0. Cái này sẽ là cân bằng sẽ là 2. Khi mình cân bằng á, thì mình cũng không nhất thiết là phải một số bài toán các em cân bằng, các em phải lưu ý là chắc chưa chắc hệ những hệ số này các em thay vào là đúng đâu nha. Tại vì những hệ số này sau này các em cân bằng những cái phản ứng phức tạp á, thì những cái oxy này nó còn phụ thuộc vào những cái nguyên tố khác. Vì thế chúng ta căn cứ vào những cái sản phẩm thôi. Chúng ta nên căn cứ vào cái hệ số sản phẩm để chúng ta suy ra thành phần tham gia nha. Các em lưu ý. Ví dụ trong trường hợp này các em thấy nè. Nếu mà đồng cộng axit nitrit cho ra đồng nitrat cộng NO cộng nước thì chúng ta viết hai cái quá trình. Bước 1, 0 lên cộng 2 là của đồng, chất khử, đồng là chất khử. HNO3 thì nitơ đây cộng 5 tại vì oxy trừ 2, hydro cộng 1, trừ 6 cộng 1 là được là trừ 5, thì cái này cộng 5, cộng 2. Sau khi các em biết được cái quá trình này là quá trình khử ra, quá trình khử và quá trình oxy hóa ra, chúng ta tìm 6 chung là chúng ta tìm hệ số là 3 vào đây, thành 6, 2 vào thành 6. Đến đây các em điền như sau này. 3 đồng 2 cộng, đồng cộng 2 đó, đưa 3 vào đây. Giờ nó sẽ có 3 chỗ này luôn. Vậy là hai cái hệ số này chúng ta điền xong. Tiếp theo, các em không được điền 2 vào cái nitơ cộng 5. Tại vì cái nitơ này nó còn nằm trong nitơ trong đây nữa. Cho đó chúng ta nên điền phía sau trước.
và điền hai cái liter cộng 2 vào đây. Lúc này cho anh thấy là hai cái hệ số này đã không thay đổi rồi, thì mình đếm liter trong hai hợp chất này. Ở đây có 2 liter trong gốc nitrat thì nhân 3 lên thành 6, 6 cộng 2 là 8, mình đặt 8 ở đây. 8 liter. Dẫn đến 8 hydro thì sẽ là 4 nước. Đấy, như thế. Chưa. Rồi chúng ta xét ra cái hiệu ứng sau chúng ta cân bằng. HCl thì bước 1 các em viết cái phản ứng ở đây, viết phản ứng mà có sự thay đổi số hợp số đó. HCl cộng BbO2 cho ra là BbCl2 cộng Cl2 cộng nước. Thì mình ra nháp trước hydro là clo cộng 1, hydro cộng 1, oxy trừ 2, chì là cộng 4. Ở đây là clo trừ 1, chì cộng 2, clo 0. Em thấy rằng clo trừ 1 này, qua đây 0 này, vậy chúng ta viết ra. Bước 1, chúng ta điền vào clo trừ 1, để clo 0. Chì cộng 4 ở đây, qua đây chì là cộng 2. Rồi, vậy là sự tăng ở đây, chúng ta có clo trừ 1. Đây là clo. Bên đây sẽ là clo 2, không luôn, các em điền số 2 luôn. Không thì chúng ta bỏ cơ số 2 này cũng được, chút nữa chúng ta phải nhân thêm thôi. Do đó mình xử lý ở đây luôn nha. 2 2 nhân trừ 1 thành trừ 2. Trừ 2 mà tăng lên 0 thì phải là nhường 2E. Nhường 2E. Nhường 2E thôi à, trừ 2 phải nhường đi 2E thì mới ra được trung hòa chứ, đúng không? Rồi tiếp theo là chì. Chì là BB cộng 4. Có một chì thôi. Bên đây một chì. Bên đây cho là chì BB cộng 2 cộng 4 mà giảm 2 thì phải nhận thêm 2E. Nhận 2E vào đây. Rồi, lúc này các em thấy rằng rõ ràng hệ số đều là hệ số 1 không? 1 nhân, 1 nhân. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện bước 4. Bước 4 làm chung luôn đó. Chúng ta đưa hệ số vào thì đưa vào đây luôn nha. 1 BB, 1 rồi. 1 này luôn. 1 này luôn này. Rồi đây là 1. Vậy đến đây lúc này thầy đếm mà được là 4 clo. Này số 1 luôn rồi này. 4 clo này được 4 vào đây. 4H thì là 2 nước. Giờ kiểm tra lại đủ oxy chưa là xong nha, 2 oxy. 2 oxy đủ là được ha. Tiếp theo, phản ứng của KMNO4. KMNO4 cộng HCl cho ra KCl cộng với MnCl2 cộng Cl2 cộng nước. Ở đây các em xác định sự thay đổi số hợp số nha. Ở đây mangan là bao nhiêu? Đây, oxy trừ 2, kali cộng 1. Trừ 8 cộng 1 là trừ 7, thì bắt buộc chỗ này phải là cộng 7. Vậy chúng ta có mangan cộng 7. Bên đây clo trừ 1, mangan sẽ là cộng 2. Bên đây mangan cộng 2. Một cái clo này clo 0, clo trong hợp chất này trừ 1. Vậy clo trừ 1, bên đây clo 0. Đó, vậy là chúng ta đã xác định được sự thay đổi số hợp số có hai cái nguyên tố này thôi. Bây giờ thầy biết là cái quá trình ô số trước là clo trừ 1 sẽ cho ra clo 0. Ở đây là 2 sẽ là nhận 2E giống như trên này. Thứ hai là quá trình khử. Quá trình khử là đây, mangan cộng 7 sang đây là mangan cộng 2. Cộng 7 mà sang cộng 2 nó giảm 5. Giảm 5 phải nhận 5E đi. Rồi đến đây bổ chung là 10 đúng không các em? 5 nhân 2 là 10, bổ chung nhất là 10. 10 thì cái này sẽ 5 nhân vào, 2 nhân vào. Mình đặt hệ số vào sản phẩm này 5Cl2. Chỗ này 5Cl2. 2 mangan này đưa 2 vào đây. Lúc này các em thấy là hệ số clo đã cố định rồi. Và thứ hai chúng ta thấy 2 mangan luôn này. Đây có mangan này rồi. Đặt 2 vào đây luôn. Đúng không? Đặt 2 vào đây luôn. Rồi 2 kali luôn, 2 kali. Rồi xong bên đây á, là mình đếm một lần luôn. Là đếm là chỗ này sẽ là 10, 14 và 16. Chỗ này đặt 16 clo. 16H thì chỗ này sẽ 8 nước. Đấy. Được chưa các em? Đây là một cái số. Ở đây có câu 1 là người ta kêu cân bằng phản cặp phản oxy hóa khử, chỉ ra chất oxy hóa chất khử. Thì cái này cũng rất là đơn giản, thầy sẽ làm nhanh ở đây. Đầu tiên là các em thấy sắc bên này thay đổi nè, sắc này không nè. Sắc này là cộng 3. Tại vì oxy trừ 2, trừ 6 bên này cộng 6.
carbon. Carbon này là trừ oxy trừ 2, carbon này cộng 2, carbon cộng 4. Vậy các em thấy rằng cộng 3 mà xuống 0, ở đây có hai sắt. Sắt cộng 3. Xem bên này là sắt là 0 mà lại có hai sắt, đưa hai luôn đi. Cộng 6, cộng 6 mà xuống 0. Giảm 6 và là nhận 6 y. Nha, tiếp theo là carbon ở đây cộng 2. Xem đây carbon cộng 4. Tăng là nhường e, nhường bao nhiêu? 2 mà tăng lên 4 là tăng lên 2, nghĩa là nhường 2 y. Rồi, chung là 6 và cái này 1 nhân vào và cái này sẽ là 3 nhân vào. Vậy thầy sẽ điền như sau. Thầy điền vào là 2Fe0. Lấy 2 rồi điền 2 vào đây. Thử nha. 2 vào đây thì các em thấy rằng đây là 3 carbon cộng 4 nhân là số 3. Thì bắt buộc chỗ này cũng phải 3 carbon chứ. Rồi, các em đếm thử có oxy đủ chưa? Nếu đủ là xong nha. Ở đây 3 oxy với 3 oxy là 6 oxy. Ở đây là 3 nhân 2 là 6 oxy đủ ha. Vậy chất khử là chất CO là chất khử nha, thì là CK. Còn này chất oxy hóa là thật ghi là CO. Đây chất khử là xảy ra quá trình nhường E này, đây là quá trình oxy hóa, là quá trình nhường E. Còn cái quá trình này là quá trình khử, các em thuộc cái này nha, là quá trình nhận E, nó rất là quan trọng sau này các em làm trắc nghiệm. Các phản ứng trên thường gặp trong cuộc sống ha, hai phản ứng này là hai phản ứng thường gặp trong cuộc sống. Những phản ứng này thường diễn ra trong quá trình nào? Đây là quá trình luyện gan thép ha. Người ta sẽ khai thác những cái quặng sắt về, sau đó người ta dùng chất khử là CO hoặc là hydro hoặc là nhôm để khử những cái chất này. Xảy ra quá trình khử những cái chất này ha. Chất này chất oxy hóa nha, thì xảy ra quá trình khử. Còn này chất khử thì xảy ra quá trình oxy hóa tạo thành sắt. Còn quá trình này là quá trình từ ammoniac. Trong công nghiệp người ta điều chế ammoniac từ nitơ cộng hydro. Sau đó từ ammoniac này người ta sẽ để phản ứng ra axit nitrit HNO3, thì người ta thông qua cái phản ứng này cho ra NO. Và NO này sẽ hóa nâu trong không khí ngay lập tức cho ra NO2. Sau đó NO2 đó cộng với oxy cộng với nước thì tạo thành axit HNO3. Đây là quá trình điều chế axit axit nitrit ha. 3. Ý nghĩa và một số phản ứng oxy hóa khử quan trọng trong cuộc sống. Thì phần này các em đọc thêm thôi. Về phản ứng oxy hóa khử, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Hầu hết các quá trình tự nhiên và nhân tạo trên trái đất đều có liên quan đến phản ứng oxy hóa khử. Ví dụ như phản ứng liên quan đến việc cung cấp năng lượng, ví dụ như than củi hoặc là xăng dầu, khí ga là hỗn hợp của C3H8 và C4H10. Đó, khi mà nó cộng với oxy á, sinh ra CO2 và nước tạo ra nhiệt lớn. Đây là phản ứng cung cấp năng lượng. Khi mà nó cháy lên nó tỏa ra nhiều nhiệt. Hoặc là phản ứng hoạt động, phản ứng tạo ra năng lượng cho cơ thể. Ví dụ như sự hô hấp đã cung cấp oxy để oxy hóa các chất, chẳng hạn như đường glucose, để sinh ra năng lượng thông qua phản ứng này. Đây cũng là phản ứng oxy hóa khử, trong đó oxy là chất oxy hóa, còn cái đường này là chất khử. Các em có thể xác định số oxy hóa của hợp chất hữu cơ trong cái phân tử này như sau: trừ 2 hydro cộng 1. Các em đếm là trừ 12, trừ 12 chỗ này cộng 12 là hết rồi, chắc chắn cái này là 0 cộng 4. Vậy rõ ràng số oxy hóa là carbon là 0 lên cộng 4. Vậy là cái đường glucose này đóng vai trò là chất khử và oxy chính là chất oxy hóa từ 0 sang trừ 2 của này. Thứ hai là cái phản ứng liên quan đến việc lưu trữ năng lượng. Hiện nay là các loại pin trong điện thoại, máy tính cũng như ắc quy ô tô và xe máy điện vân vân, hoặc là xe ô tô điện đều dùng một cái loại pin, đó là pin lithium ion. Pin này sẽ tích trữ năng lượng dưới dạng là các phản ứng oxy hóa khử. Nó lưu trữ năng lượng dưới dạng là điện năng và dựa vào phản ứng oxy hóa khử, thì các em cũng không cần làm rõ cái phản ứng này. Hoặc là phản ứng ban hợp của cây xanh, nó sẽ lấy CO2 và hơi nước với ánh sáng và chất diệp lục thì thu được tinh bột và oxy, cũng như thu được đường và oxy.
Đó. Vậy trong bài học này các em đã biết được và xác định được số ô xó của các đơn chất cũng như là số ô xó của các nguyên tử trong hợp chất. Chúng ta phân biệt được đâu là phản ứng oxy hóa khử, biết được quá trình oxy hóa, quá trình khử, thế nào là chất khử, thế nào là chất oxy hóa. Chúng ta biết cách cân bằng phản ứng oxy hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron. Đó chính là nội dung trọng tâm của bài học này. Ở video tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài tập trong phần sách nha, trang 76. Thầy cảm ơn các em theo dõi video này. Thầy mến chào các em.